Con hãy cùng cô đến với phép tính đầu tiên của bài toán các con nhé. 45.732 cộng với 36.194 có kết quả là bao nhiêu? Cô trò mình cùng thực hiện đặt tính. Trước tiên khi đặt tính thì các con hãy nhớ chúng ta đặt tính sao cho các hàng thẳng bột với nhau. Số hạng thứ nhất đặt ở phía trên. Số hạng thứ hai đặt ở phía dưới. Các hàng thẳng cột với nhau, cụ thể hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, hàng chục thẳng hàng chục, hàng trăm thẳng hàng trăm, hàng nghìn thẳng hàng nghìn và hàng chục nghìn thẳng hàng chục nghìn. Sau đó, các con ghi dấu cộng và viết dấu kẻ ngang. Ta thực hiện theo thứ tự từ phải sang trái, bắt đầu từ hàng đơn vị. Hãy cùng cô Ngọc Lan cộng nhé. 2 cộng 4 bằng 6, viết 6. Tiếp tục, 3 cộng 9 bằng 12, viết 2, nhớ 1. 7 cộng 1 bằng 8, thêm 1 nhớ, bằng 9. Như vậy, cô sẽ có ở đây là 9. Cô nhắc lại, 7 cộng 1 bằng 8, 8 cộng 1 nhớ bằng 9, viết 9. Tiếp tục, 5 cộng 6 bằng 11, viết 1, nhớ 1. 4 cộng 3 bằng 7, 7 cộng 1 nhớ bằng 8, viết 8. Cô nhắc lại, đầu tiên chúng ta cộng 2 cộng 4 bằng 6, viết 6, 3 cộng 9 bằng 12, viết 2, nhớ 1, 7 cộng 1 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9, 5 cộng 6 bằng 11, viết 1, nhớ 1, 4 cộng 3 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8.